Thưa quý vị, hôm nay 20 tháng 3 là ngày quốc tế hạnh phúc. Trong ngày này, mạng lưới giải pháp phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc cũng đã công bố một báo cáo, trong đó xếp hạng các quốc gia về chỉ số hạnh phúc. Theo báo cáo này, thì Na Uy đã chính thức xoán ngôi Đan Mạch và trở thành quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Theo sau là top 9 nước bao gồm Đan Mạch, Iceland, Thụy Sĩ, Phần Lan, Hà Lan, Canada, New Zealand, Australia và Thụy Điển. Việc xếp hạng hạnh phúc của 155 quốc gia được tiến hành dựa trên 6 yếu tố: GDP bình quân đầu người, hỗ trợ xã hội, tuổi thọ trung bình, quyền tự do lựa chọn cuộc sống và nhận thức về tham nhũng. Việt Nam đứng thứ 94 trong bảng xếp hạng gồm 155 nước này của Liên Hợp Quốc. Như danh sách vừa được Liên Hợp Quốc công bố thì trong số 10 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới có tới 6 nước đều ở Bắc Âu. Một điểm chung của những nước này là những người dân họ không chỉ giàu có mà họ còn xây dựng được một xã hội văn minh, bình đẳng và một văn hóa sống biết tận hưởng cuộc sống cân bằng giữa công việc và gia đình hay tận hưởng một cuộc sống giao hòa với thiên nhiên. Trong đó đáng chú ý nhất là quan niệm Hirsch, một trong những chìa khóa quan trọng nhất giúp người dân các nước Bắc Âu tìm thấy được hạnh phúc. Vậy Hirsch là gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong phóng sự sau đây. Bắt nguồn từ tiếng Đức Hirscha, Hirsch có nghĩa là suy nghĩ hoặc cảm thấy hài lòng, tuy nhiên đó vẫn chưa phải là tất cả. Hirsch là tạo ra mối thân tình, tạo nên sợi dây gắn kết tình cảm với mọi người xung quanh. Sự có mặt của Hirsch xuất hiện ở mỗi con đường, góc phố, trong các cửa hàng hay bất cứ dịch vụ nào được cung cấp tại Đan Mạch. Đây là cửa hàng cho thuê xe đạp. Điểm khác biệt là cửa hàng này ngoài trưng bày rất nhiều mẫu xe mới lạ, còn tích hợp phục vụ cà phê để những người có cùng niềm đam mê có cơ hội và không gian chuyện trò, giao lưu kết bạn. Không chỉ chú trọng vào việc tạo ra một không gian mở, kết nối mọi người gần nhau hơn, ngay cả những chiếc xe đạp cũng mang đậm phong cách Hirsch. Đây là một trong những chiếc xe vô cùng đặc biệt, nó thiết kế một thùng nhỏ phía trước. Bạn có thể để một người bạn ngồi phía trước hoặc chở con từ trường học về. Còn đây, thoạt nhìn, bạn khó có thể phân biệt đây là một quán cà phê hay một cửa hàng giặt ủi quần áo. Với ý tưởng tạo nên một không gian mở gần gũi, ấm cúng, giúp mọi người cảm nhận được những niềm vui từ công việc thường nhật hàng ngày, cửa hàng giặt ủi quần áo này một lần nữa được tích hợp phục vụ cà phê. Nếu chấm điểm, bạn sẽ cho dịch vụ ở đây mấy điểm? Tối đa luôn. Tôi có thể tranh thủ thời gian đến giặt quần áo để làm việc. Hàng tuần tôi đều mang quần áo đến đây cùng với bạn bè và cùng nhau uống một cốc cà phê. Có thể nói, không gì là không thể. Người Đan Mạch luôn tận dụng mọi không gian, khai thác triệt để mọi cơ hội để có thể bên nhau, kết nối và rút ngắn khoảng cách giữa mọi người. Không chỉ Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Iceland cũng là những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Điểm chung của các quốc gia này có lẽ là việc tồn tại luật Jante. Luật Jante nhấn mạnh các quy tắc hành vi ứng xử của mỗi cá nhân một cách rõ ràng. Như bạn đừng nghĩ bạn là điều gì đó đặc biệt, đừng nghĩ rằng bạn tốt hơn những người khác. Đừng nghĩ rằng bạn thông minh hơn người khác, đừng nghĩ rằng bạn biết nhiều hơn người khác, đừng nghĩ rằng bạn quan trọng hơn người khác, không nên cười nhạo người khác, đừng nghĩ rằng tất cả mọi người cần quan tâm đến bạn, đừng cho rằng bạn có thể dạy người khác, và những điều này đã giúp tạo ra một xã hội vô cùng thân thiện, nơi sự khiêm tốn và tôn trọng người khác luôn được đánh giá cao. Có thể thấy danh sách xếp hạng chỉ số hạnh phúc của Liên Hợp Quốc dựa trên 6 tiêu chí gồm mức thu nhập bình quân đầu người, tuổi thọ người dân, quyền tự do, sự hào phóng, phúc lợi xã hội và không có tình trạng tham nhũng trong chính phủ hoặc doanh nghiệp. Tại Việt Nam, việc đưa ra một bộ tiêu chí đánh giá chỉ số hạnh phúc mới đang mới chỉ bắt đầu xây dựng. Tuy nhiên, việc xây dựng các tiêu chí này cần phải dựa trên những nét văn hóa của người Việt, các tập tục sinh hoạt hàng ngày của người dân, vì mỗi cá nhân đều có những quan niệm về hạnh phúc rất riêng và đôi khi niềm hạnh phúc đó đến từ những điều hết sức giản dị. Trình bày đề tài nghiên cứu hạnh phúc và sự cần thiết nghiên cứu hạnh phúc ở Việt Nam, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Ngọc Văn cho rằng tiêu chí về hạnh phúc của người phương Đông và phương Tây có sự khác biệt rõ rệt, đặc biệt là với nền văn minh lúa nước, văn hóa bản địa rõ nét, thì người Việt có quan niệm về hạnh phúc trước tiên chính là sự hài lòng. Và chúng tôi tổng kết lại thì có 3 yếu tố ảnh hưởng hạnh phúc. Thứ nhất tức là điều kiện kinh tế vật chất và bao gồm cả môi trường tự nhiên, ô nhiễm rồi tất cả các thứ. Cái thứ hai là các mối quan hệ gia đình và xã hội, nó có ảnh hưởng rất lớn hạnh phúc. Và cái thứ ba tức là cái môi trường nội tâm, tinh thần, tâm linh, tín ngưỡng. Tôi vừa nói đấy, hạnh phúc nó là một sự thỏa mãn của mỗi con người trong từng hoàn cảnh, trong từng thời kỳ, trong từng giai đoạn cho từng con người. Cho nên hạnh phúc ở đây là sự, nó mang cái tính cá nhân.
cái yếu tố cá nhân. Và mỗi con người cùng phải chung sức để làm sao nhưng cái cá nhân đấy nó lại phải hòa nhập trong cái cộng đồng. Người Việt chúng ta sống đâu có phải sống cho riêng mình. Quả thật, người Việt xem hạnh phúc là những điều vô cùng giản dị, là những điều xảy ra xung quanh mình hàng ngày. Theo tôi thì quan niệm về hạnh phúc của bản thân mình ấy, thì cũng khá là đơn giản là được ăn những món mình thích, được làm điều mình thích. Theo tôi thì hạnh phúc chỉ đơn giản là được sống hết mình hiện giờ so với những năm tháng tuổi trẻ. Hạnh phúc nhất là vợ chồng vui vẻ với nhau và các con trưởng thành đạt hết. Hạnh phúc thì ai chẳng mong muốn hạnh phúc, nói chung là hạnh phúc vào tương lai thì ai chẳng mong muốn, cũng mỗi một người cũng hạnh phúc riêng khác của nhau. Hạnh phúc nhiều người hạnh phúc về vật chất, nhiều người hạnh phúc về tương lai. Thế còn riêng chị thì chỉ hạnh phúc làm sao bán hết hàng. Nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Hòa Bình cho rằng hạnh phúc là những gì diễn ra xung quanh mà mỗi cá nhân đạt được. Tuy nhiên, cùng với thời gian, cùng với sự phát triển của xã hội, tiêu chí về hạnh phúc cũng đòi hỏi cao hơn khi đời sống của con người được nâng cao. Sự chuyển đổi theo phương diện thời gian, đặc biệt là nếu khía cạnh về thỏa mãn cái đời sống ngày càng cao hơn, cái nhu cầu đời sống ngày càng cao hơn, phức hợp hơn, tinh tế hơn, nhiều tầng nấc hơn, thì chắc chắn điều đó nó sẽ phát triển, biến đổi. Hạnh phúc có thể đến bất chợt, và suy cho cùng thì tùy thuộc vào từng hoàn cảnh, từng cá nhân có những niềm hạnh phúc của riêng mình. Nhưng điều quan trọng là trong cuộc sống của chúng ta phải luôn biết tạo ra hạnh phúc không chỉ riêng cho bản thân mình mà còn tạo ra hạnh phúc cho những người xung quanh. Đó mới chính là hạnh phúc thật sự.